Giới thiệu với các bạn đây là bộ kit camera POE Jaguar. Đây, sản phẩm đi gồm nguồn nguồn của nó là nguồn 48V và có thể đủ nuôi đủ cho 4 mắt. Này, mỗi một mắt là chúng tôi sử dụng một sợi dây mạ cắm vào cổng. Cái cổng cổng ở đằng sau cái đầu bao gồm là cung cấp và nguồn điện và truyền tín hiệu luôn qua sợi dây mạ. Trên đây, đây. Đây các bạn nhìn này, đó là đây con cam 1230 số này, đây hình ảnh rất là đẹp. Đấy, đây đây con cam mỗi mắt chỉ có một cái đầu. Đây là tôi đang test thử cho khách xem. Các bạn có thể tự lắp đặt ở nhà rất là đơn giản, shop sẽ hướng dẫn cài đặt trước cho các bạn chỉ việc là cắm và sử dụng này. Đây, cam POE này rất nét. Đấy. Đây, mỗi mắt một sợi dây mạng. Đây các bạn nhìn này, một sợi dây mạng cắm vào nhau. Các bạn hôm nay shop sẽ hướng dẫn các bạn là cách kết nối cam POE với đầu POE. Đây, đầu POE Jaguar 4 kênh. Ừ, chúng ta đầu tiên chúng ta khởi động lên, chúng ta cắm 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 dây 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 mạng vào trong vào đó. Cắm xong rồi chúng ta sẽ, các bạn đã đi dây với khoảng cách xa trên 100 mét của tôi, các bạn xử lý dây cắp đồng các bạn nhé. Đó, sau đó tôi sẽ cắm vào cổng này. Đây các bạn chờ một chút, đó các bạn chờ đi ạ. Việc của chúng ta là chờ đợi một lúc một chút rồi cam của chúng ta sẽ nhận ở trên đầu cổng số 2 các bạn nhé. Việc thi công lắp đặt rất là đơn giản nếu các bạn ạ. Cần cài đặt trước thì shop sẽ cài đặt trước cho các bạn việc chỉ về việc là về đi kéo dây và cắm vào đó, đó cam số 2 chúng tôi đã lên đây, cam còn ni lông các bạn lên hình này. Đây, tôi sẽ là nét đó, cam dùng sợi dây mạng 4 loại cũng được các bạn nhé, 4 loại cũng được nhưng chúng ta nên đi dây 8 lõi để đảm bảo về sau vấn đề sửa chữa đó. Đây đó là các bạn hình này rất là đẹp. Đấy, cắm cái là nhận luôn, rất là đơn giản. Đấy, được chưa? Đó, cảm ơn các bạn đã xem video cách kết nối camera POE cắm là chạy kết nối với em mà nó nghe VR 4.0 full tiếng Việt, cam ngoài màu tích hợp mic đầu POE 4 cổng cắm là chạy, cài đặt sẵn rất là tiện lợi. Thử trước khi giao cho khách hàng, cứ phải chờ đợi nó cánh cắm vòng số 2, chờ số 2 lên hình. Đó, có tín hiệu rồi đấy, đó lên rồi đẹp rồi. Thử hình ảnh cái đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Đó, tích hợp mic chuyển động chống ngược sáng. Đó, lên rồi